chào tất cả các bạn nhỏ của chị Elsa ơi. Hôm nay chị Elsa sẽ giới thiệu cho các bạn nhỏ của chị Elsa hai bộ đồ chơi dán hình búp bê công chúa vô cùng là xinh đẹp. Thì hôm nay chị Elsa có hai bộ, một bộ bé xíu tí hon và một bộ siêu to khổng lồ, có rất là nhiều các cô gái đáng yêu. Bây giờ thì chị Elsa sẽ chơi bộ siêu to khổng lồ cho các bạn nhỏ cùng xem nhá. Mà đặc biệt của siêu to khổng lồ này, đằng sau có hình cô gái rất là xinh để các bé có thể tô màu nhé. Bây giờ thì chị Elsa sẽ chơi bộ siêu to. Chị Elsa sẽ dán vào một tờ giấy A4. Bây giờ chị Elsa sẽ chơi cho các bạn nhỏ của chị cùng xem nhé. Đầu tiên đó chính là cô nàng búp bê Harry với mái tóc màu xanh, búi củ tỏi, vô cùng là đáng yêu. Tiếp theo là một cô nàng xinh đẹp, cô nàng với mái tóc màu cam, Lucy. Chị sẽ dán vào đây nhé. Và cuối cùng một cô nàng nhỏ nhắn với mái tóc màu hồng. Bây giờ thì chị sẽ mặc gì cho ba cô nàng đây? Hôm nay thì ba cô nàng của chúng ta sẽ đi dự một buổi tiệc, nên chị sẽ mặc cho các cô nàng đó những chiếc váy thật là lộng lẫy xinh đẹp. Đầu tiên là Harry, chị sẽ tìm cho Harry một cái váy đầm. Chiếc váy này rất là xinh này, có những bông hoa hồng được đính và được đính những hạt vòng lấp lánh màu vàng nhé. Chị sẽ mặc cho Harry. Tiếp theo, cô nàng Lucy sang chảnh, chị sẽ mặc gì đây? Chị sẽ mặc cho Lucy, đây rồi, một bộ váy rất là đẹp. Các bạn nhỏ thấy xinh không nào? Chị sẽ mặc cho Lucy nhá. Bộ này rất là hợp với Lucy. Và cô nàng cuối cùng, cô nàng Cam Cam, chị sẽ chọn bộ nào đây? Các em muốn chị chọn bộ nào? Cam Cam rất là thích mặc váy có những chiếc bông hoa màu vàng, trông rất là lấp lánh. Chị sẽ mặc cho Cam Cam. Bộ dán hình này có rất là nhiều đồ trang trí, bó hoa này, bó hoa rất là đẹp luôn. Và chị công, chị công của chúng ta màu xanh, chị sẽ dán ở đây. Và đây là tủ búp bê, tủ hoa rất là đẹp, chị sẽ dán để trang trí nhà. Các cô nàng của chúng ta hôm nay đã đi dạ tiệc xong, chị sẽ thay đồ cho các cô nàng. Hôm nay các cô nàng của chúng ta sẽ đi công viên, nên chị sẽ chọn một bộ đồ thích hợp để đi công viên. Harry rất là thích mặc những chiếc váy ngắn màu hồng, chị sẽ chọn cho Harry chiếc váy này. Còn Lucy, Lucy thích mặc một chiếc váy thật là nhẹ nhàng. Chiếc váy xinh không các bạn nhỏ? Cam Cam thì mặc gì đây? Cam Cam chị sẽ mặc cho một bộ váy màu xanh và hồng. Chiếc váy rất là đáng yêu. Trước khi đi công viên thì các bạn muốn đánh son sẽ trang điểm. Đây chính là thỏi son của Harry nhá. Thỏi son rất là xinh, đánh son cho Harry. Son này là của Lucy, Lucy rất là thích màu hồng đỏ.
đánh son cho Lucy. Cam Cam thì tạm thời hết son rồi nên sẽ đánh chung với cả Lucy. Nè, đây. Lucy muốn mang một chiếc túi đi và chị sẽ dán cho Lucy chiếc túi vào đây. Đến công viên các bạn đều đói và Cam Cam thì thích ăn kem. Cam Cam rất là thích ăn kem này. Cam Cam ăn kem dâu đấy. Còn Harry, Harry thì bạn đấy rất là thích ăn bỏng ngô. Harry rất là thích bỏng ngô nên chị sẽ mua cho Harry bỏng ngô. Và còn Lucy, Lucy thích ăn dâu, chị sẽ mua cho Lucy một trái dâu. Đây. Đi chơi công viên xong, các cô nàng búp bê của chúng ta rất là thích ăn pizza nên chị Elsa sẽ đưa các cô nàng đến tiệm pizza để ăn. Ở đây có cả hamburger, khoai tây chiên và nước Pepsi nữa. Đặc biệt ở đây có món mì phô mai mà Lucy rất thích ăn. Có cả cam nữa, trái cam. Có cả bánh gà, rất là ngon đó. Kẹo candy mà Harry rất thích, chị sẽ dán ở đây. Bộ hình dán của chúng ta cũng có rất là nhiều đồ trang trí. Chị sẽ dán đồ trang trí một chú thỏ màu hồng đáng yêu quá và một chú mèo đang nằm ngủ. Một em hổ màu cam. Giờ chị sẽ thay đồ cho ba cô nàng búp bê của chúng ta nhé. Chị sẽ thay đồ cho Harry. Chị sẽ chọn cho Harry một chiếc váy lộng lẫy có nhiều ngôi sao màu vàng, màu xanh, màu hồng. Chị sẽ mặc cho Harry. Và Lucy, chị sẽ chọn một bộ váy cũng rất là lộng lẫy, gần giống như là của Harry. Cuối cùng là chị sẽ chọn cho Cam Cam một bộ váy có những bông hoa màu xanh và màu vàng. Rất đẹp phải không các bạn nhỏ? Chị sẽ đội chiếc mũ này cho Cam Cam nhé. Chiếc gương này là chị cũng cho Cam Cam luôn. Chiếc gương của Cam Cam màu xanh. Đây chính là chiếc túi mà Lucy rất thích, rất là hợp với bộ trang phục của Lucy. Còn một chiếc túi nữa, chiếc túi sang chảnh dành cho Harry nhá. Để đây, chiếc túi này là của Harry. Bây giờ chị sẽ trang trí ngôi nhà cho thêm đẹp nhá. Chị sẽ trang trí hoa, bánh kem, gậy ngôi sao. Có rất là nhiều đồ đẹp. Có những chú cá màu trắng và màu xanh. Đây chính là chú hổ. Một bộ váy cuối cùng, một bộ váy rất là thiên nhiên đúng không các bạn? Có hoa, có lá. Bộ váy này là của Cam Cam. Chị sẽ dán vào đây. Tiếp theo là những chiếc lược. Chiếc lược xinh xắn của ba cô nàng búp bê. Sẽ trang trí hoa. Đây là bó hoa mà Harry được tặng.
căn phòng của ba cô nàng cũng có một chiếc giường ngủ màu hồng, vô cùng là tuyệt vời. Để trang trí những bông hoa trong nhà. Cây đàn guitar và những con bướm thật là xinh, chú gấu màu hồng. Chị sẽ trang trí lốp trong ngôi nhà thêm xinh đẹp nhé. Đây là thuốc của ba cô nàng Harry, Can Can và Lucy. Nhiều hoa trong nhà. Đây là những là chai nước của cô nàng. Đây chính là cây đàn. Đây chính là chiếc điện thoại của Cam Cam đó. Chị Elsa vừa chơi xong bộ đồ chơi hình dán búp bê công chúa. Chị Elsa thích nhất là cô nàng Harry với mái tóc xanh vô cùng là xinh đẹp. Các bạn nhỏ, chị Elsa ơi, các bạn thích Harry, Cam Cam hay là Lucy thì nói với chị Elsa nhé.